5 điểm nổi bật của người càng sống càng vô phúc. Kính chào quý vị, các bạn đang theo dõi kênh Hãy Sống Khác. Quý vị thân mến, tục ngữ có câu: trời nổi giông bão, ắt có mưa, người ngông cuồng quá, ắt rước họa vào thân. Phúc khí của một người có liên quan rất lớn tới tính cách của người đó. Người càng ngông cuồng tự đại thì càng dễ rước họa vào thân. Người càng chăm chắp nghe lời thì càng dễ mất đi nguyên tắc. Người càng khinh người thì càng dễ gặp nhiều thất bại. Trong cuộc sống có rất nhiều chuyện đều vận hành theo quy luật nhân quả. Vậy tại sao có những người lại có thể tích được nhiều phúc khí như vậy? Đó là bởi họ hiểu được đạo lý đối nhân xử thế với mọi người. Còn những người ít phúc hoặc vô phúc, nguyên nhân phần lớn là bởi họ không hiểu đạo lý làm người. Sau đây là 5 đặc điểm nổi bật của những người càng sống càng đánh mất phúc khí của bản thân. Thứ nhất, tài hèn sức mọn nhưng lại thích xỉu võ dương oai. Trong xã hội ngày nay, nhiều người cho rằng muốn thành công là phải có thể diện. Khi một người sống vì thể diện, họ sẽ luôn phải đoán ý người khác để lựa theo họ, vì nghĩ rằng chỉ có như vậy người ta mới nói những lời tử tế, cư xử lịch sự với mình. Thế nhưng trên thực tế, những lời hay ho tốt đẹp mà người khác nói với chúng ta chưa chắc đã là những lời thật lòng, chỉ là dễ nghe mà có khi chẳng hề chân thật. Không chỉ vậy, những người thích thể diện cũng không dám đường đường chính chính ứng xử với người khác. Khi bị bắt nạt, có khi cũng chỉ biết nuốt cục tức vào trong. Cũng vì thích thể diện nên khi qua lại với bạn bè thân thiết, thường thích đem những điều tốt đẹp đến cho họ mà không biết cách từ chối, khiến bản thân càng lúc càng bế tắc, khổ sở. Khổng Tử từng nói rằng tam nhân hành, tất hữu ngã sư yên. Ý muốn nói, dẫu có tài cán đến đâu thì xung quanh chúng ta nhất định luôn có người tài giỏi hơn, đáng để chúng ta noi theo học tập. Ngay cả Khổng Tử còn hành động như vậy, nữa là kẻ phàm phu tục tử chúng ta. Bên cạnh đó, luôn có những người tài mọn, học ít, dù bản thân chẳng có tài cán gì, nhưng thái độ lại vô cùng kiêu căng, lúc nào cũng khoe khoang khắp nơi, lại không biết mình đã trở thành trò khôi hài cho người khác. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì họ không những không gây được ấn tượng tốt cho người ta mà còn dậm chân tại chỗ, mãi mãi không tiến lên được. Kiểu người này thường sẽ không có tiền đồ hay gây dựng nên thành tựu to lớn gì. Hơn nữa, dù cho phúc khí ngự ngay bên cũng sẽ dần dần tan biến. Về lâu về dài, họ sẽ trở thành một người vô phúc. Chỉ khi chúng ta không ngừng nâng cao bản thân, biết khiêm tốn, học hỏi mọi người xung quanh, mọi lúc, mọi nơi thì mới có thể tiến bộ. Phúc khí xung quanh khi ấy mới có thể tích góp ngày một nhiều hơn, cuộc sống cũng từ ấy mà trở nên phong phú, ý nghĩa hơn. Thứ hai, vô cớ sinh sự. Sách Cách Ngôn Liên Bích có viết, vô cớ sinh sự chính là bạc phúc. Câu nói này có ý nghĩa là những người vô duyên vô cớ sinh sự, bới móc, có việc sẽ không được hưởng phúc ở đời, càng sống phúc càng mỏng, càng trở nên vô phúc. Vinh nhục không bận lòng, ung dung tự tại ngắm hoa nở rồi hoa tàn, được mất không để bụng, lặng nhìn mây hợp rồi lại tan. Đời người khó có được sự bình yên, bình an vô sự chính là phúc, không than vãn oán than chính là đức. Nhưng trong cuộc sống hiện thực, rất nhiều người thích động, không biết hưởng thụ phúc khí tốt lành mà vô cớ sinh sự, ăn không nói có, không chịu dừng lại, cuối cùng chỉ còn lại hối hận và oán trách. Có thể động cơ gây sự của họ là tốt, ví như vì muốn tốt cho người nhà, vì muốn tốt cho bạn bè, nhưng cuối cùng lại mang lại một đống phiền phức, đó gọi là có lòng mà chỉ gây họa. Làm người phải biết đủ, lúc cần dừng lại thì nên dừng lại, nuôi dưỡng tinh thần, tích lũy nhuệ khí, không được tham lam vô độ, vô cớ sinh sự. Đây chính là con đường đến gần với phúc khí. Đời người 10 phần, có 8-9 phần không như ý. Người làm có trời chứng giám, kẻ làm quân tử, trách nhiệm hàng đầu là biết mình nên làm gì, không nên làm gì. Có rất nhiều chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát của con người. Bạn cưỡng cầu càng nhiều, phiền não trong bạn càng tăng. Vậy nên, họa phúc không có cửa.
người ta tự mời đến cho mình, bớt sinh sự vô cớ, tránh phát sinh những tai họa không đáng có, và cũng là để tránh trở thành người phúc mỏng. Cổ ngữ có câu, thiện chẳng qua là tha thứ, ác chẳng qua là đố kỵ, phúc chính là an yên. Đức tính tốt đẹp nhất của một con người là biết khoan dung, đối đãi với mọi người. Phẩm chất xấu xa nhất là đố kỵ người khác. Phúc khí tốt lành thực sự là sống cuộc đời an yên, không tranh giành, không bào biện, không bao biện, không lãng phí thời gian vào những việc vô bổ. Giàu có nhưng biết đủ, nghèo khó nhưng lạc quan, không bàn luận sai lầm của người khác, không sinh sự vô cớ, đơn giản là chân lý, giản dị là hạnh phúc. Thứ ba, coi thường người khác. Phúc khí của một người có quan hệ chặt chẽ với thái độ cư xử với người thân, bằng hữu xung quanh của người đó. Người có phúc thật sự thì dù có ở trong hoàn cảnh nào cũng đều không khinh thường người khác, ngược lại còn trở nên tôn trọng và đồng cảm với họ hơn. Đáng buồn là những người vô phúc lại thường có những ngôn từ hành động xem thường người khác, đặc biệt là trong một tập thể hay đám đông. Họ luôn tự nhận bản thân hơn người, thậm chí còn cười nhạo đối phương. Loại hành vi này trong mắt người đời chính là kiểu lươn ngắn còn chê chạch dài. Kiểu người này, nhân phẩm chắc chắn cũng chẳng cao thượng gì. Mà loại nhân phẩm thấp kém này thường hình thành trong hoàn cảnh phức tạp lâu ngày. Kiểu người này nếu không sinh ra đã sống trong nhung lụa thì chắc chắn sẽ phải trải qua cuộc sống khốn cùng và dễ bị mọi người tẩy chay. Chỉ khi biết nhìn vào điểm mạnh của người khác, luôn giữ thái độ khiêm nhường mới có thể nâng cao phẩm hạnh và cảnh giới của bản thân. Khi ấy, phúc khí cũng ắt tìm đến. Vậy nên, muốn biết một người có phúc khí hay không, chỉ cần nhìn vào hành động, cử chỉ hay lời nói của họ, ta sẽ nhìn ra phúc khí của người đó sẽ càng ngày càng nhiều lên hay càng ngày càng ít đi. Tương tự, nếu muốn có phúc khí tốt thì phải học được cách từ bỏ lối tư duy, hành động tiêu cực. Khi chúng ta biết khiêm tốn, thầm lặng, tích cực vươn lên, chúng ta chắc chắn sẽ trở thành một người giàu phúc khí. Thứ tư, dễ đánh mất nghị lực. Không sợ cuộc sống chán nản, tẻ nhạt, chỉ sợ vì những trở ngại ấy mà đánh mất ý chí, nỗ lực của bản thân. Người có phúc thật sự thì cho dù cuộc sống hiện tại có khó khăn cuốn bách đến đâu, họ cũng sẽ không vì thế mà đánh mất đi ý chí. Họ sẽ kiên trì đến kết quả cuối cùng để tận hưởng thành quả, mây tan, thấy trăng thanh thuộc về riêng họ. Còn những người vô phúc thì cho dù cuộc sống thuở ban đầu không có gì sai lệch, nhưng nếu cứ mãi chán nản, bất mãn với thử thách khó khăn, họ sẽ dần sa vào cảnh chán trường, ý chí, nghị lực cũng từ đó vơi đi, rơi vào cảnh mất phương hướng và động lực để tiến về phía trước. Chính bởi thế, những người này rất khó để có được đột phá trong cuộc đời. Nhiều người hay đổ lỗi cho cuộc sống không theo ý muốn mà dần mất hết nghị lực vươn lên. Cuộc đời họ khó mà có được thành tựu to lớn và cuộc sống của họ cũng sẽ dần trở nên mờ mịt. Thứ gọi là phúc khí đối với họ cũng chỉ là kiểu có cầu mà chẳng thấy. Vì vậy, muốn thoát khỏi cuộc sống sa sút, mất tinh thần, chán nản khốn khó, chúng ta phải một lòng tích cực hướng về phía trước, không ngừng cải thiện bản thân. Làm được như vậy, ta mới có thể thay đổi hoàn cảnh hiện tại, dần cải thiện cuộc sống. Từ đó, phúc khí ắt sẽ tự tìm đến với ta. Thứ năm, đàm tiếu lỗi lầm của người khác. Có một số người luôn tự cho rằng mình cao quý, xem thường người khác. Khi người khác vừa mở lời, họ lập tức phản bác, chỉ ra nhược điểm của họ, khiến họ xấu hổ, mất thể diện. Thế nhưng với khuyết điểm của bản thân, những người này lại vô cùng khoan dung, không cho phép người khác bêu xíu, thậm chí sẽ thù hằn nếu bị người khác bóc mẽ. Những người chỉ biết nhìn vào nhược điểm của người khác, ngoài việc cho thấy bản thân chưa tu dưỡng đủ, họ còn đang tự hạ thấp giá trị của chính mình. Một người không tốt số, thường cái miệng cũng chưa được tu dưỡng, họ thường nói những lời hằn học, thiếu tích cực, cũng từ đó mà hành vi, cử chỉ của họ bị ảnh hưởng, số phận vì thế mà càng lúc càng tệ hơn. Sách Cách Ngôn Liên Bích có viết, họa không gì lớn hơn là nói điều thị phi, có nghĩa là tai họa lớn nhất của đời người là đàm tiếu chuyện thị phi, đúng sai của người khác.
đại đa số tai họa trong đời người đều do lỡ lời mà nên, nói những lời không nên nói khiến cho mọi người oán ghét hoặc khiến tai họa tự tìm đến. Người ta thường nói nhiều tất nói hớ, họa từ miệng mà ra, bạn nói càng nhiều càng dễ để lộ sai sót. Quỷ Cốc Tử trong Trung Kinh từng nói, nhiều lời nhiều tật, hơn nữa nếu bạn bàn luận trực tiếp thị phi của người khác sẽ dễ đắc tội với họ, dẫn tới nhiều phiền toái. Tăng Quốc Phiên có câu nói nổi tiếng đàm tiếu về sai sót của người khác nhưng lại biện minh khuyết điểm của mình, tự khoe ưu điểm của mình nhưng lại đố kỵ với ưu điểm của người khác. Đây đều là do tâm không sáng, hiểu biết hạn hẹp. Nếu loại bỏ được những điều này thì có thể tu dưỡng đạo đức, tránh xa được thù hận. Thậm chí sách Tăng Quảng Hiền Văn có viết, người nói lời thị phi ắt là người thị phi. Một người thích đi khắp nơi bàn luận người khác đúng sai chắc chắn là người thích bới móc chuông hoa bạc bẽo. Những người bạc phúc bạc, người nhân hậu phúc đẳng hà sa, trời xanh luôn rủ lòng thương đối với người khoan dung nhân nghĩa. Vậy nên những người đàm tiếu thị phi càng dễ mang về tai họa, bị xếp vào nhóm người bạc phúc.